thực hiện chủ trương Tết vì người nghèo của thành phố Hà Nội, trong ngày 6 tháng 2 năm 2018, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội chuẩn bị 133 suất quà trao tận tay cho thiếu nhi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại ba huyện Ứng Hòa, Chương Mỹ và Mỹ Đức. Tết đến xuân về, mọi đứa trẻ đều muốn nhận quà. Và với 58 đứa trẻ thiểu năng trí tuệ đang học tại lớp học tình thương tại chùa Hương Lan, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, thì những món quà Tết càng khiến cho bọn trẻ thấy vui hơn rất nhiều, vì chúng đều cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của mọi người thật ấm áp. Biết hôm nay có đoàn công tác của Thành đoàn Hà Nội đến thăm, cả cô và trò phấn khởi cùng nhau tập hát để biểu diễn cho các cô chú cùng nghe. Lớp học ra đời cũng nhờ cả vào sư chùa Thích Đàm Tiền đã dành một phòng cho các cháu học tập. Các cô giáo về hưu cùng các thầy cô ở trường cấp 2 trong xã và đoàn thanh niên thay phiên nhau vừa dạy dỗ vừa hướng dẫn các cháu hoạt động tập thể. Ở lớp học bình thường này thì nó có nhiều đối tượng khác nhau, câm, đao, tự kỷ và khuyết tật và thiểu năng trí tuệ. Thế cho nên là đòi hỏi cô giáo phải có nhiều phương pháp khác nhau, nhiều biện pháp khác nhau, nhưng chủ yếu ở đây là dạy chữ cho các cháu đọc và viết. Còn các cháu nào không tiếp thu được thì cho các cháu hòa nhập để các cháu không bị xa lạ, cộng đồng xa lánh, hoặc các cháu cảm thấy là mình cũng vẫn còn người quan tâm. Đến nay thì lớp học tình thương được thành lập là 11 năm, thì khả quan để mà nói thì 30 cháu đã biết đọc, biết viết, còn lại là 28 cháu ở đối tượng là các cháu đọc nhưng không nhớ. Không nhớ, còn các cháu thì sáng ra biết niệm Phật 15 phút và biết đọc, biết viết, biết làm toán cộng trừ trong phạm vi 10 đến 20. Không mong muốn nhiều, chỉ mong muốn là cộng đồng quan tâm chia sẻ đến các con và động viên các cô trong các dịp. Sự quan tâm và chia sẻ kịp thời chính là niềm vui, là sự động viên không chỉ với các cháu mà còn với những thầy cô thầm lặng góp sức mình mang đến cho các cháu một tương lai tươi sáng hơn. Tại huyện Chương Mỹ, đoàn công tác đã trao gần 100 suất quà cho các em thiếu nhi và đồng bào khó khăn thuộc xã Đông Sơn và Trần Phú. Chương trình Xuân Tình Nguyện, Tết Ấm Yêu Thương là hoạt động đầy ý nghĩa nhằm tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên nói riêng cũng như các lực lượng trong xã hội nói chung quan tâm hơn nữa đến thiếu nhi, đồng bào nghèo khó mỗi dịp Tết đến xuân về.